Dạ. là mình xài cái theo cái cặp đôi là biết thôi, cái quy trình thôi, ví dụ là lúc nhiều sổ nhị, nói chung là xài cái đó từ đầu tới cuối là nó không á, theo quy trình Dạ. của nó luôn. Lúc mà anh Hiếu anh bắt đầu xài là như là nó mới nhú mấy cột tí xíu Đúng mà rồi, lúc đây cây đang suy đúng không? đúng rồi, cây suy dương này suy Cây đang nhỏ suy. Thì lúc đó ổng hỏi là đánh cái gì thì em cho cái chai Ultra với Ultra lại cái Endurance Indurin. Endurance. Dạ, hai đó đánh vô để nó phục hồi với lại nó sẵn nó rước mất cua luôn. Dạ, Theo và dự cái giai án. đoạn đó là anh theo cái cặp đó anh phun biết rồi, lúc mà cái bông lớn bắt đầu xẻ nhị á, trước khi xẻ nhị anh vô đánh bộ ba đúng không anh? Đúng, bộ ba tiếp. Đánh bộ ba thì lúc đó có thêm canxi vô nữa. Dạ, thêm canxi vô để cho mà nó tăng độ trái và sau này nó chạy trái luôn á. Thì giai đoạn chạy trái anh Hiếu còn nhớ đánh gì không? Không, nói chung là mình không có nhớ nổi, nhưng mà theo Kinurin nguyên đúng không? Endurin Kinurin với với cái thằng canxi. Kachi. Dạ, lúc đó đánh hai đá vô để nó chạy trái nó nhanh. Chạy đá nhanh và nó dai cuốn này nọ cái nữa. À, với theo lá luôn, nuôi Dạ, lá luôn, nuôi nuôi dàn cây luôn, nuôi dàn cây nuôi luôn. dàn cây. Bữa giờ là nó mưa nhiều quá anh. Mưa ác lúc, mưa nên mưa mưa dầm luôn, qua mấy Dạ. ngày mưa dầm luôn. Mưa dầm. Qua cây khác coi thử Nhưng mà đi. cái lượng Đây. trái trên cây thì thấy còn Còn ok đúng không? Dạ. ổn định. Trái không? Mười một trái là được rồi. Đừng có đụng hết là cái xong. Dạ. Đây nói chung là Cái này cây thì cỡ 100 kg là được rồi mừng. nhưng mà anh nói là cái đợt trước mà kêu nhìn cây suy sợ làm trái không được Làm nữa trái không nổi chứ làm được rồi là bỏ đó. chứ. Dạ. Nó chết mười mấy cây nữa mà. Dạ. Đợt suy rồi, suy mạnh lắm. Cái đợt đó nó suy dữ dằn luôn mà. Hôm Đợt nay suy giờ rồi. trái đâu vậy? Cây là ai cũng chê hết mà, vô là tao nói không, giờ nuôi lá thôi chứ bây giờ này cũng mừng rồi. Ủa anh ở mình là cụ thể gì cái địa chỉ cụ thể em Thôn quên mất tiêu. hai sang Cà Nát, Cà Đông Bắc, Đắk Lắk. À thôn hai xuống. Cà Đông Bắc Đắk Lắk ha. À. Dạ. Này km 19 đúng không anh? 20. 20 hả? 20. À 20 km 20. Cây khác đi coi. Đi một số cây thôi anh. À. Ủa nhưng mà giờ nhìn nhìn tổng quan thì trái này thấy cũng ok quá mà anh Hiếu. Thấy trái đường xanh. Mốc câu rụng thì nó phải rụng thôi à. Xin cho thiếu dinh Trăm mét thì phải rụng thôi chứ. Mấy cái cỏ trái. Mất học rồi. Cái màu trái năm nay so với năm vừa rồi thấy sao anh? Đẹp hơn nhiều. Ôi trái rồi năm rồi là thua. Dạ. 7 tấn mấy là nó hư loại loại 2 loại 3 hết. 7 tấn mấy nhưng mà loại 2 loại 3 hết ha. Năm nay chắc cũng cũng hơn đúng không? Trái này đang đường trái gì. Ok. Nói chung cây nào cũng đều trái. Ừ. Dung cây nào gọi là có trái. Dạ. Chứ còn hồi lúc năm rồi là được không bao nhiêu cây đó. Dạ. Năm nay trái đều. Dạ. Cái nó lắc mình bữa giờ mưa nó quá. mưa mưa giá mang thiệt chứ. Như cái cơ đọt ra là ổn định không anh? Cơ đồ này thì nó riêng không có nhiều đâu, nó chưa có nhiều. Cái này thì mình dìu cho anh đi luôn, trái nó cũng lớn lớn, cái này thì mình dìu đi từ từ thôi. Không cho nó đi hổn nhưng mà nó đi từ từ là nó ok không vấn đề hết. Dạ. Như anh bơm cái lần bên em đó. Đó. Cái lần cái Ultra với lại cái Cali nhưng mình bơm cái liều nó nhẹ lại. Giờ bơm nhẹ lên hả? Bơm cái Em liều. qua biết không biết chỗ này. Bơm cái liều nó nhẹ lại để nó mở lá và nó già lá chứ không có cần thiết mà bơm liều nặng để mà nó dành những cái giai đoạn mà trái nhỏ hơn tí xíu á, lại là sẽ nhiều gì đó thì mình sợ thì mình bơm nó ấy cho còn. Yeah.